chấn động. Tiên tri tiết lộ sự thật tuyệt vời về vận mệnh cuộc đời của tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Ăn ở phúc phần, trời thương Phật độ. Từ 46 tuổi trở đi phất lên như diều gặp gió, phát tài giàu có khó ai sánh bằng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Canh Thân sinh năm 1980 thân mến, sống trên đời giống như đang chèo thuyền ngược dòng nước, chỉ có không ngừng nghỉ ngơi mới có thể tới được bến bờ. Đúng vậy, con người phải cố gắng vượt qua trở ngại và có lập trường kiên định thì mới có thể biến ước mơ thành hiện thực. Sẽ có những giai đoạn trong cuộc đời mà buộc phải đối mặt với khó khăn đến mức muốn buông xuôi. Quả thực thành công không bao giờ đến một cách dễ dàng. Muốn nếm trái ngọt thì phải là người gieo hạt, kiên nhẫn chăm sóc cây từng ngày và kiên trì đến tận cùng. Mới đây nhất khi xem lá số tử vi, các nhà tử vi tiết lộ rằng trong số 12 con giáp, cảnh báo những người tuổi Canh Thân 1980, từ 46 tuổi trở đi lâm vận xấu số, dễ gặp phải những điều xui xẻo, tiểu nhân quấy phá, nhiều khó khăn trong vận trình. Nhưng quý bản mệnh cũng đừng quá lo lắng, bởi số phận tuy có số định, nhưng cũng có những biến hóa. Có câu, nhân hữu thiện nguyện, thiên tất hữu chi, nghĩa là con người có nguyện vọng lương thiện tất sẽ được ông trời phù hộ, không để quý khán giả đợi lâu. Ngay bây giờ kênh Minh Đường Tử Vi sẽ gửi đến quý khán giả phần luận giải chi tiết tuổi Canh Thân, vận trình từ 46 tuổi trở đi. Nếu nắm bắt được thông tin vàng này thì quý bản mệnh sẽ xoay chuyển vận mệnh của mình, từ đó tiền bạc kéo đến ầm ầm, cuộc sống hàng ngày dư giả tiền tiêu, trả sạch nợ nần, giàu sang hết phần thiên hạ mà mọi người chẳng hiểu gì sao. Vậy thông tin đó là gì? Hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Người tuổi Canh Thân sinh năm 1980 cầm tinh con khỉ, tuổi theo can chi là Canh Thân, xương con khỉ, tướng tinh con chó sói, con nhà Thanh Đế Cô Bần. Họ mang trong mình mệnh mộc, theo nạp âm là thạch lựu mộc, tức gỗ cây lựu đá. Mệnh mộc này tương sinh với mệnh thủy hỏa, xung khắc với mệnh thổ kim. Một loại cây có thể mọc trên đá ở vùng núi cao, thể hiện sự kiên cường như thạch lựu mộc, cũng chính là biểu tượng đặc trưng cho người có tính cách vô cùng can trường, dám nghĩ, dám làm. Người mang mệnh này là người quyết đoán, đa phần đều đa tài và giỏi giang. Đặc biệt, cuộc sống của họ thuận lợi, thành công, cho dù theo bất cứ ngành nghề nào đi chăng nữa. Nguyên nhân bổn mạng nạp âm này nằm trong bình lộc, cách mà trong 10 thiên can chỉ có 4 chi giáp. Canh Thân là người được hưởng nhiều tài lộc, đồng thời họ còn có tài, giỏi thích nghi, không ngừng dương cao trong mọi hoàn cảnh. Vì đặc điểm của thạch lựu là loại cây sinh trưởng ở vùng đất sỏi đá, khô cằn, nên có sức sống mãnh liệt, phi thường, để có thể thích nghi, tồn tại được. Canh Thân có đầy đủ hai tính chất của can canh cứng rắn, sắc sảo, nhạy bén, độc đoán, thích tự lập, ít chịu khuất phục, gan dạ, ưa mạo hiểm, thông minh, năng động, người cầm tinh con khỉ cá tính, ngoan cường, bất khuất, thiên bẩm lãnh đạo và chỉ huy. Tuổi Canh Thân thiên can mang chữ canh có các sao Thái Dương Vũ Khúc, Thiên Đồng Thái Âm, tứ quá với Thái Dương và quá lộc. Với những người tuổi Canh Thân, nếu có người cha tài giỏi, có sự nghiệp lớn, thì đó là chỗ dựa vững chắc của tuổi Canh Thân sau này. Còn nếu tự thân vận động làm việc, họ có tính cách độc lập, thì tài lộc cũng sẽ tăng nhanh và có tâm lành, ý thiện, thì sự nghiệp ngày càng bền vững. Nhờ có phúc tinh thiên đồng quá, nên làm việc ở môi trường có nhiều người nam sẽ thích hợp hơn người nữ. Canh Thân là người năng động, khó ngồi yên một nơi, lúc nào cũng muốn hoạt động cả tay chân lẫn đầu óc. Nếu có điều kiện học hành đến nơi đến chốn dễ trở thành người nổi danh trong các lĩnh vực khoa học, nhân văn, ngôn ngữ học, phát minh. Là người thông minh, ứng xử nhanh nhẹn, nắm bắt cơ hội kịp thời, nếu biết khai thác sẽ rất dễ thành công trong sự nghiệp. Khuyết điểm chính của những người tuổi Canh Thân đó là thiếu người thân tình hợp tác, vì ít ai chịu đựng nổi tính tự hào, tự kiêu, nhiều tham vọng của những người này. Tuổi Canh Thân thuận sinh vào đông xuân ban ngày thì công danh tài lộc thăng tiến dễ dàng, nghịch sinh vào các mùa khác và nhiều sóng gió. Sự nghiệp cho đến gia đình cũng khó được ấm êm với nhiều tham vọng, thường toan tính quá lớn, xa rời thực tế, sẽ bị thất bại sinh chán nản, muốn lánh đời đi tu. Canh Thân rất ham học hỏi họ, có thể thu tầm thông tin cho mình ở bất kỳ đâu, vì thế mà người tuổi này có kiến thức rộng, am hiểu nhiều về vấn đề trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Họ thích được tự do đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Họ luôn là người đem đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh, nhờ vào sự hài hước của mình trong đám đông.
Canh Thân luôn nổi bật thu hút sự chú ý của mình bằng những câu chuyện cười thú vị, độc đáo. Mọi người yêu quý họ bởi sự thân thiện, cởi mở và hài hước. Tuổi Canh Thân giỏi trong giao tiếp, ứng xử và thuyết phục người khác. Bởi vậy, họ thích kết bạn và gặp gỡ những mối quan hệ mới. Nơi họ đến toàn là những nơi ồn ào, náo nhiệt, đông vui, nhộn nhịp, chứ không phải là một địa điểm vắng vẻ, yên tĩnh, buồn chán. Cuộc sống năng động của họ luôn xoay quanh những điều thú vị, mới mẻ, không bao giờ nhàm chán. Tuổi Canh Thân truyền cảm hứng, sức sống dồi dào, mãnh liệt của mình cho những người thân xung quanh. Họ có thể thành công trên nhiều lĩnh vực, bởi ngay từ khi còn trẻ, những người này đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích cho mình. Họ thích hợp làm việc độc lập hơn là tham gia vào tập thể. Họ biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu trong con người mình. Đó là lý do tại sao bạn thấy tuổi Canh Thân thật hoàn hảo và thông minh. Họ suy nghĩ rất thực tế, luôn biết cách nắm bắt, tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công. Tuổi Canh Thân không hẳn là những người bảo thủ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Họ biết tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm của những người giỏi hơn mình. Hơn nữa, họ chia sẻ kiến thức và tiền bạc cho mọi người xung quanh, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn mà quên đi lợi ích của bản thân. Tuổi Canh Thân văn võ song toàn, vừa có tài, vừa có đức. Vì vậy, những người tuổi này thường gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Nếu họ cảm thấy bản thân mình giỏi về lĩnh vực nào, họ sẽ phát huy trí sáng tạo của mình và cố gắng theo đuổi nghề nghiệp trong lĩnh vực đó. Những người này khi làm việc tập trung cao độ, không ai có thể làm phiền hay ngắt quãng. Đặc biệt, họ rất ghét những người thường xuyên nhờ cậy, mới gặp khó khăn nhỏ đã không thể giải quyết được. Họ là những người độc lập, không muốn dựa dẫm vào ai và cũng không muốn người khác quá ỷ lại vào mình. Nhìn chung, đa phần tuổi Canh Thân đều khá thông minh, nhanh nhẹn, thành thạo nhiều thứ. Họ là người mạnh mẽ, quyết đoán, khó ai có thể đánh gục mặt trái của điều này. Đó là có khi họ là con người khô cứng, lạnh lùng, khó tiếp cận. Họ cũng ít nhạy bén trước những biến động, tư tưởng, cũng ít khi thay đổi trong giao tiếp. Họ có khả năng nắm bắt tâm lý rất tốt, nhạy bén trong từng tình huống. Họ làm cho người đối diện thấy được sự cởi mở và chân thành khi giao tiếp với đối phương. Trong công việc, thách thức là động lực đẩy Canh Thân lộ diện tài chính, sự mạnh mẽ. Sau khi vượt qua gian khổ, họ mới có được thành công hơn người. Sách Tử Vi có nói, chăm chỉ, chịu khó và quật cường là những đức tính chủ đạo của tuổi Canh Thân. Trong mỗi người tuổi Canh Thân đều tồn tại bộ chống chọi. Vượt qua khó khăn khắc nghiệt thì mới có thể đến được đỉnh vinh quang. Chính vì vậy, những người tuổi Canh Thân đều được trưởng thành trong môi trường tốt, được nhiều người giúp. Đã có người để họ ỷ lại thì họ sẽ không thể bộc lộ được thực lực thật sự của mình và cuộc sống sau này càng trở nên vất vả, về sau hậu vận không được thuận lợi. Bản thân của tuổi Canh Thân mệnh mộc hơi cẩn trọng trong mọi việc, họ rất ít mạo hiểm bản thân vào những chuyện không chắc chắn, cho nên họ thường để vượt mất những cơ hội trong sự nghiệp. Những người này có khả năng giao tiếp và nhìn xa trông rộng rất tốt, thế nhưng họ cần phải luôn đấu tranh cho bản thân. Vì bản thân của họ là kim nhưng lại nạp âm thanh mộc, cho nên chỉ khi trong khó khăn, tự mình tìm được lối thoát thì mới có thể đạt được thành công. Vì Phật độ mệnh cho tuổi Canh Thân là Như Lai Đại Nhật hoặc Đại Nhật Như Lai Vị Thần, tượng trưng cho ánh sáng và trí tuệ được Ngài độ trì, nên bản mệnh luôn giữ được tinh thần minh mẫn, trừ yêu, tránh tà, cảm nhận được tinh hoa vạn vật, hấp thụ linh khí đất trời, vững vàng tiến lên phía trước, cuộc đời sáng lạng, hạnh phúc. Canh Thân 1980 nổi tiếng là người nhanh nhẹn, thông minh nhưng hay hành động vội vàng, nhiều khi chưa tìm hiểu rõ vấn đề đã bắt tay vào làm. Canh Thân có tính cách ngoan cường, không bao giờ chịu đầu hàng, thuộc kiểu đa tài và có năng lực lãnh đạo tốt. Ngay từ khi còn trẻ, rất nhiều người trong số họ đã sở hữu thành tích học tập khủng và thể hiện được tài năng của mình. Vốn là kiểu người sống thực tế, Canh Thân dù tham vọng hay thích cuộc sống ổn định, họ đều muốn sớm tích lũy kiến thức, năng lực và cả tiền bạc. Bước vào tuổi trung niên, vị trí của họ trong xã hội đã được xác định, dù vậy, họ vẫn không ngừng đặt ra những mục tiêu mới. Canh Thân phấn đấu một cách không biết mệt mỏi, đó chính là ưu điểm cực lớn của họ. Canh Thân tham công tiếc việc đến mức họ quên dành thời gian cho chính mình. Đối với Canh Thân, sự bận rộn nhiều khi giúp họ chữa lành rất nhiều, dường như khi lao vào công việc họ mới tìm thấy chính mình. Canh Thân tài hoa, không chỉ xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn mà còn xuất sắc trong nhiều lĩnh vực khác. Tính linh hoạt này cho phép họ sử dụng tài năng của mình một cách toàn diện. Khi giải quyết vấn đề,
Họ có khả năng học tập mạnh mẽ và có thể nhanh chóng tiếp thu những kỹ năng và kiến thức mới. Họ có khả năng giỏi về ngôn ngữ, tài năng hùng biện xuất sắc, thậm chí nhiều khả năng ăn nói mà họ có thể thao túng tâm lý người khác. Không chỉ thông minh và đa tài, canh thân cũng giỏi tư duy và giải quyết vấn đề. Khi đối mặt với các khái niệm trừu tượng, họ có thể nhanh chóng nắm bắt và áp dụng sự sáng tạo linh hoạt, là một trong những vũ khí mạnh mẽ giúp canh thân thành công trong công việc, bởi điều này giúp họ trở nên nổi bật ở nơi làm việc và có thể giải quyết các vấn đề trong nhiều môi trường phức tạp khác nhau. Không chỉ vậy, canh thân còn rất dễ thích nghi, nhanh chóng làm quen với môi trường công việc hay mối quan hệ mới. Khả năng thích ứng mạnh mẽ nên thường thể hiện tốc độ phản ứng khác. Canh thân có sự nhiệt tình và chân thành trong ứng xử cuộc sống, họ cũng thường giúp đỡ người khác, luôn sống có trách nhiệm và tôn trọng lời hứa. Vì thế, họ thường là người đáng tin cậy trong nhóm, được người khác tin tưởng, làm điểm tựa. Canh thân có tinh tế, biết suy nghĩ thấu đáo, tuy nhiên, họ lại thường không có kế hoạch lâu dài, thích cạnh tranh và hiếu thắng cũng là đặc điểm tính cách nổi bật của canh thân. Nam mệnh tuổi canh thân thường khá chăm chỉ, chịu khó và tỉ mỉ để học hỏi vấn đề, có cá tính, ngoan cường, luôn muốn dẫn đầu, không muốn bản thân bị tụt lại phía sau. Vì thế, họ dễ dàng tiếp thu được những kiến thức sâu rộng, nhờ vào trí tiến thủ cao nên cuộc sống của nam canh thân thường không quá vất vả. Nếu ăn ở ngay thẳng và hiền hòa cũng có ngày hưởng phú quý, hay con cháu sau này cũng được nhiều phúc lộc, làm ăn được tấn phát và thành công trên đường đời. Sức khỏe tốt, cuộc đời tuy không sống trong tình trạng cao lắm, nhưng cũng có thể gặp nhiều may mắn về tài vận cũng như về tài lộc, số sẽ được hưởng của cải hoặc tài lộc của trời ban. Nữ mệnh tuổi canh thân khá cứng rắn và quyết đoán, họ không ngại những khó khăn xuất hiện trong cuộc sống của mình, luôn muốn thể hiện bản thân mình, muốn được mọi người công nhận và tôn trọng. Thái độ lạc quan của họ giúp việc giao tiếp và tương tác với người khác trở nên dễ dàng hơn, thậm chí trở thành gương mặt quan trọng trong công việc, từ đó mang lại nhiều cơ hội phát triển cá nhân và nhiều cơ hội hơn. Họ kiên cường đương đầu giải quyết bằng sự khéo léo và tinh tế của bản thân, cũng vì sự kiên cường và dũng cảm đó, khiến phụ nữ tuổi này đã tạo ra cho mình những phẩm chất tốt, dễ dàng thu hút mọi người xung quanh. Nhìn chung, vận số cũng như vấn đề về tài lộc, tiền vận được hay đẹp về trung vận, hậu vận mới được an nhàn. Tuy nhiên, họ hay làm việc theo tùy hứng, khó tránh khỏi sự thiếu tập trung, đôi khi nó cũng kéo theo sự thiếu cẩn trọng, ảnh hưởng không tốt đến công việc. Nhưng biết khơi gợi sự hứng thú đúng lúc, kết hợp với tinh thần không ngại khó khăn, thử thách, thì đây là một ưu điểm lớn nhất của tuổi canh thân. Trong cung mệnh của tuổi canh thân đều có sao tốt tương trợ và đồng thời luôn biết phấn đấu vươn lên, thì sẽ sớm có được thành công trong sự nghiệp. Ngược lại, nếu không được sao tốt tương trợ trong cung mệnh, mà còn là người hèn yếu sẽ bỏ cuộc, không biết vượt khó vươn lên, thì cuộc sống của họ sẽ rất khó khăn. Về phương diện công danh, sự nghiệp. Trong số 12 con giáp, tuổi canh thân là đại diện của sự tinh nhanh, thông minh và trí tuệ. Ngay từ khi còn trẻ, họ đã ham học hỏi và khám phá nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống. Người này sớm trưởng thành, tự lập và xây dựng được sự nghiệp vững chắc, dễ dàng. Họ tiếp thu thông tin, kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau và biết chắt lọc những kinh nghiệm bổ ích cho mình. Bởi vậy, người tuổi canh thân am hiểu nhiều lĩnh vực và có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau. Trong công việc, họ phù hợp với nhiều ngành nghề trong xã hội như nhà báo, diễn viên, nhà nghiên cứu khoa học, hay tuổi canh thân có thể thành công trong lĩnh vực kinh doanh, trở thành những ông chủ, bà chủ buôn bán lớn tuổi. Canh thân có nhiều ưu điểm giúp họ làm việc thuận lợi hơn, đó là khả năng quan sát tinh tế, óc phân tích nhạy bén, chính xác. Đứng trước bất kỳ khó khăn nào, họ cũng giữ được thái độ bình tĩnh, không hề run sợ hay chán nản. Con đường phát triển sự nghiệp của người tuổi canh thân gặp nhiều may mắn. Họ biết cách tận dụng, nắm bắt thời cơ để đạt được thành công. Khi làm việc, những người này rất tập trung, không có bất kỳ ai có thể làm họ dao động. Sự mưu trí, thông minh giúp cho họ dễ dàng nắm bắt được mấu chốt của những vấn đề cần giải quyết. Dù là trong tình huống khó khăn nào, tuổi canh thân cũng dễ dàng thích nghi và làm việc rất hiệu quả. Họ phù hợp với những công việc có tính độc lập cao. Người này có khả năng lãnh đạo, có tài năng về nhiều phương diện. Tuy nhiên, nhược điểm rất lớn của những người tuổi này là tự cao tự đại, dễ đắc chí với những gì mình làm được. Họ đề cao bản thân mình và ít khi chấp nhận thua kém người khác. Đôi khi họ thích phán xét, chê trách người khác, nhưng lại không bao giờ chịu thừa nhận lỗi lầm của mình.
Những nhược điểm ấy luôn khiến tuổi Canh Thân tụt lùi, gặp phải nhiều rắc rối trong cuộc sống. Hãy học cách chia sẻ, lắng nghe người khác và làm việc tuân theo những nguyên tắc của cộng đồng. Điều đó sẽ giúp cho bạn được mọi người xung quanh yêu quý và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Theo luận đoán tử vi trọn đời tuổi Canh Thân, bước vào tuổi 35 thì sự nghiệp được bền vững và ổn định, thăng hoa nhất vào khoảng 45 tuổi trở đi, cuộc đời có thể có nhiều may mắn về danh vọng. Cũng như sự nghiệp, số sẽ được quý nhân giúp đỡ, tạo cho nhiều cơ hội gây dựng cơ nghiệp vững chắc và lớn mạnh, nhờ đó mà tài lộc cũng bùng nổ, càng về sau càng giàu có, tài phú hơn người. Vì sự thông minh nên người tuổi Canh Thân thường là người chiến thắng, họ luôn thể hiện hết mình trong công việc khi cảm hứng dâng trào. Họ chính là những người tài năng thiên bẩm, ở Canh Thân cũng có những đặc trưng rõ ràng như cẩn thận, kiên nhẫn, ý thức cạnh tranh mạnh mẽ, biết đoán lòng người qua sắc mặt, tính toán tỉ mỉ. Vì thế họ luôn tận dụng được thời gian cũng như các mối quan hệ xung quanh, về sau được ủng hộ, giúp đỡ, tạo nên nhiều thành tựu nổi bật. Về phương diện tài lộc, theo luận đoán tử vi trọn đời tuổi Canh Thân, vận tài lộc của con giáp này khá tốt, số sẽ được hưởng của cải hoặc tài lộc của trời ban. Nếu ăn ở ngay thẳng và hiền hòa, ắt hưởng phú quý, hay con cháu sau này cũng được nhiều phước lộc, làm ăn được tấn phát và thành công trên đường đời. Khi bạn bước vào tuổi 35 thì sự nghiệp ngày càng bền vững hơn, nhờ vậy mà tài lộc dựng phát. Vào năm 45 tuổi bạn sẽ kiếm được một khoản kết xù. Người tuổi Canh Thân tính cách sôi nổi, là người hướng ngoại, có nhiều mối quan hệ sâu rộng, vận thế tài lộc không tồi. Người này thường may mắn gặp được nhiều cơ hội tốt để kiếm tiền. Song do bản tính nóng vội, thiếu xem xét suy nghĩ kỹ càng, nên họ cũng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội phát tài. Họ dễ dàng thỏa mãn bản thân với những thành tựu nhỏ về tiền bạc, cũng không muốn hy sinh quá nhiều để có được thêm càng nhiều tiền bạc. Vì thế mà thời trẻ Canh Thân cũng có những áp lực về tài chính, khiến cho cuộc sống của bạn gặp rất nhiều trở ngại. May mắn là trong cuộc sống luôn được bạn bè người thân giúp đỡ, trên đường đời còn được quý nhân đồng hành, nên nhanh chóng vượt qua. Đến trung vận, khi sự nghiệp được vững chắc, tài lộc của bạn cũng bùng nổ mạnh mẽ, với người làm công ăn lương, có thu nhập ổn định về cả chính tài và thứ tài, không lo thiếu tiền thiếu bạc. Còn với ai đang làm kinh doanh thì may mắn luôn đến bất ngờ, có nhiều mối làm ăn lớn, tiền bạc thu về cũng rủng rỉnh. Để tài lộc luôn được thịnh vượng thì Canh Thân nên lựa chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc như Nhâm Tuất, Mậu Thìn, Kỷ Mùi để cộng tác trong công việc. Nếu kết hợp với những tuổi này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp trở ngại, dễ dàng thành công, mang lại nhiều lợi nhuận. Tuổi Đại Kỵ, xem tử vi trọn đời theo ngày tháng năm sinh thấy rằng những tuổi Đại Kỵ với Canh Thân là Quý Hợi, Nhâm Thân, Ất Hợi, Canh Thân, Mậu Dần. Trên phương diện hợp tác làm ăn, bạn nên tránh kết hợp với những tuổi xung khắc, nếu không cuộc sống khó được như ý muốn. Về phương diện tình cảm, gia đạo, những người tuổi Canh Thân luôn có trái tim và tinh thần trẻ trung. Ở bên họ, mọi người sẽ luôn được vui vẻ trên hết mọi thứ. Những người này thích được vui đùa. Đây là lý do tại sao người tuổi Thân có rất nhiều bạn bè. Ngay cả trong tình yêu cũng vậy. Họ cần sự phong phú, thay đổi. Điều đó cũng có nghĩa rằng họ không phải là biểu tượng của sự chung thủy. Người tuổi Canh Thân cũng rất nhiệt tình. Với tính cách nhiệt tình này, tuổi Canh Thân rất dễ vào lưới tình. Thế nhưng kết quả của nó là bạn yêu đơn phương. Cũng có thể bạn đến với tình yêu quá nhanh, với bản tính thiếu ổn định của mình, làm bạn không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Mặt khác cũng làm cho bạn không dễ có được tình yêu đích thực. Tuy bạn thật lòng đã yêu một người nào đó, nhưng bạn sẽ dễ dàng yêu ngay người khác nếu thấy hợp. Điều này sẽ làm lòng nhiệt tình của bạn bị nguội đi rất nhanh. Như vậy người yêu của bạn sẽ xa bạn. Nếu may mắn thì sự hài hước của bạn sẽ giúp bạn phá được dòng luẩn quẩn để quay về với hiện thực. Tuy vậy, không phải lần nào bạn cũng gặp may. Thông thường, phụ nữ tuổi Canh Thân rất quan tâm đến ngoại hình của đàn ông. Bạn quyết không tình nguyện chủ động theo đuổi nam giới, thậm chí kể cả những người nhiệt tình theo đuổi cũng bị bạn cho ra đứng ngoài cửa. Bạn cũng không nên cho mình là lỗi thời. Trong tình trường có câu nói, đa tình từ xưa đến nay đều sinh hận thù. Ngoài ra, còn có một lời khuyên cho bạn: không thể cố gắng làm cho người đàn ông đối xử tốt với mình để vừa lòng, còn bản thân bạn chỉ muốn được đối xử như một công chúa. Điều này chỉ làm cho anh ấy mệt mỏi mà xa rời bạn. Trong cuộc sống gia đình,
bạn thường thể hiện là một người phụ nữ quan trọng trước mặt chồng và là một người giỏi giao tiếp ở bên ngoài. Tuy nhiên, đôi khi bạn có những yêu cầu quá cao, khiến cho đối phương nhiều lần mệt mỏi. Cuộc sống hôn nhân gia đình bạn sẽ trở nên hạnh phúc hơn nếu như bạn khéo léo, biết cách dĩ hòa vi quý. Thay vì yêu cầu người chồng thực hiện theo mệnh lệnh của mình, bạn nên tìm cách lắng nghe, thấu hiểu và đồng cảm với những khó khăn mà anh ấy phải trải qua. Những bà chủ gia đình tuổi Canh Thân đa phần là những người dợ đảm, ngoài xã hội cũng là người giao thiệp giỏi, nên gắn chặt với chồng để giáo dưỡng con cái, tu nhân tích đức và đặc biệt là học cách ứng xử tề gia nội trợ. Nam giới tuổi Canh Thân hoàn toàn không thích chỉ yêu một người mà sẽ có nhiều bạn gái cùng một lúc. Bạn rất xem trọng tình yêu, lúc nào cũng chìm trong giấc mộng tình yêu. Có thể vì thế mà bạn dứt bỏ hết công việc, tiền của và địa vị. Trong cuộc sống gia đình, bạn không hề nhúng tay vào giúp vợ làm việc trong gia đình. Nhưng khi qua tuổi 35, bạn sẽ có thay đổi rõ rệt. Suy nghĩ chín chắn sẽ làm cho bạn tự nguyện chịu trách nhiệm công việc gia đình. Tiền giận gia đình chồng vợ luôn xung khắc, bất hòa, không được hạnh phúc cho mấy, có đôi chút vất vả về đường con cái, về sau cũng dần êm ấm, có nhiều hạnh phúc và đẹp đẽ trong cuộc sống, không thiếu những giây phút yên vui, hạnh phúc trọn vẹn, về già đông con, đông cháu, được nhờ phúc con cái rất nhiều. Về phương diện sức khỏe, sức khỏe của Canh Thân thời trẻ sung sức, nhưng từ chung giận trở đi, do áp lực cuộc sống và nhiều phiền muộn, lo nghĩ nhiều nên không tốt, thường xuyên đau ốm, bệnh tật lâu ngày mới khỏi. Áp lực do phiền muộn cuộc sống khiến đương số phải suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng sức khỏe. Nữ mạng tuổi Canh Thân cần hết sức lưu ý tới các bệnh phụ khoa và bệnh cũ dễ tái phát. Một khi đã phát bệnh thì triệu chứng nặng hơn, người vừa khó chịu mà tiền cũng hao nhiều hơn. Nam mệnh chú ý đề phòng các bệnh liên quan hô hấp. Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến thương tật, tay chân, đi lại khi tham gia giao thông cũng cần phải hết sức chú ý. Ngoài ra, Canh Thân là người cũng dễ bị kích động, không kiểm soát được cảm xúc, cần giữ tinh thần thoải mái, đừng tự tạo thêm áp lực cho mình. Người sinh năm Khỉ đa phần tinh lực dồi dào, sức khỏe khá tốt, dũng cảm can trường, thích mạo hiểm, ưa kích thích, cần chú ý cẩn trọng, đừng quá hiếu động mà gây tổn thương cho bản thân. Tiếp theo là vận trình cuộc đời của tuổi Canh Thân sinh năm 1980, diễn biến từ 46 tuổi trở đi, qua từng giai đoạn thăng trầm của cuộc sống. Từ năm 46 tuổi cho đến năm 50 tuổi. Khi xem tử vi trọn đời tuổi Canh Thân có thể thấy rằng, đây là giai đoạn mà bản mệnh có nhiều sự biến đổi nhất. Năm 46 tuổi kỵ nhất tháng 10 đề phòng hỏa hoạn, đến năm 46 tuổi có thể sẽ nhận được tin vui gặp người quen từ xưa. Cuối năm này cần chú ý sức khỏe bản thân. Đến giữa năm 48 tuổi có thể thất thoát tài sản, nhưng hãy coi đó là của đi thay người. Sau đó bạn cũng không nên tiếc nuối vì những điều đã mất. Vào tháng 5, tháng 6 âm lịch của năm 49 tuổi cho thấy sức khỏe của bạn sẽ suy yếu bất ngờ, hạn vào tháng 8. Tháng 11 âm lịch nên hạn chế đi xa. Đến năm 50 tuổi, nếu phát huy được hết khả năng, bản thân chắc chắn sẽ thu về được nhiều quả ngọt. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi. Khi xem tử vi trọn đời tuổi Canh Thân sinh năm 1980 cho thấy, thời gian này sự nghiệp của bạn chỉ ở mức bình thường. Tuy nhiên sẽ đón nhận thêm nhiều tin vui đến từ con cái vào năm 51 tuổi. Đến năm 53 tuổi tài lộc kéo đến bất ngờ. Năm 54 tuổi cần chú ý việc đi lại, đặc biệt trong tháng 9. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi. Tử vi trọn đời tuổi Canh Thân cho thấy, đây là quãng thời gian mà cuộc sống trở nên ổn định, không có biến cố bất ngờ nào xảy ra, nhưng bản mệnh vẫn nên đề phòng ốm đau vào năm 56 tuổi. Đến năm 57 tuổi, mọi sự đều bình yên. Năm 58 tuổi mọi thứ hơi kém, có thể bị hao hụt về tiền bạc. Năm 59 tuổi được hưởng hạnh phúc sum vầy bên con cháu. Từ năm 60 tuổi trở đi, đây là quãng thời gian mà tuổi Canh Thân được hưởng thụ cuộc sống một cách trọn vẹn, không còn phải lo nghĩ về cuộc đời hay chuyện công danh, sự nghiệp nữa. Hãy nên để lại mọi thứ cho con cháu và an hưởng tuổi già. Đây là quãng thời gian mà tuổi này nên ở bên gia đình, con cháu nhiều hơn để có thể được hưởng phúc phần từ con cháu. Đây là lúc bản mệnh cũng đã thông tỏ mọi chuyện, từng bước qua núi cao biển rộng, từng gặp nơi thăng hồ hiểm hóc, thật thật giả giả, tốt và xấu, ngọt bùi và đắng cay, thiện và ác, họ đều đã kinh qua, đều đã từng nếm trải, dẫu thành công hay thất bại, dẫu sướng vui hay đau khổ, tất
cả đều in hằn trong tim bao trải nghiệm. Thông thường, khi ở độ tuổi ngoài lục tuần, con cái gần như ở độ tuổi đôi mươi và chúng có thể bắt đầu tự lo cho cuộc sống riêng. Sau nhiều năm đi làm, bản mệnh đã có thể tích lũy được khoản tiền để làm chỗ dựa lúc về già hay để hỗ trợ con kế khi chúng kết hôn. Bước qua tuổi 60, thể trạng của nhiều người giảm sút, chẳng hạn xương, chức năng não hay hệ thống miễn dịch sẽ không còn khỏe như khi ở độ tuổi 20 hay 30. Sức khỏe chính là nền tảng của mọi thứ. Có sức khỏe là có tất cả. Ngược lại, sức khỏe kém đi là dấu hiệu xui xẻo tìm đến ở tuổi già. Chính vì vậy mà từ thời gian này trở đi, tuổi Canh Thân nên gạt bỏ hết những tranh đấu vất vả, vật lộn giữa cuộc sống đi và dành thời gian chăm sóc cho bản thân cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Tiếp theo sẽ là luận giải vận mệnh tử vi theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của người tuổi Canh Thân sinh năm 1980, cụ thể vận trình như sau. Vận mệnh tuổi Canh Thân sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch tức tháng Giêng, rơi vào tiết Tân Xuân, là người hoạt bát, năng động, tinh thần phơi phới, sự nghiệp thăng tiến, có nhiều cơ hội xuất ngoại, khó tránh khỏi bệnh tật, ốm đau lặt vặt. Xem vận mệnh của người tuổi này cho thấy, sức khỏe người này tốt, sinh lực dồi dào, là người hào sảng, phóng khoáng, cũng rất ngay thẳng, chính trực. Tuy ra ngoài xã hội có quý nhân nâng đỡ, song chẳng được nhờ lộc tổ tiên, cha mẹ, anh em trong nhà không giúp đỡ được nhiều, tự lực cánh sinh là chính. Người tuổi này nếu phát triển sự nghiệp ở phương xa thì sẽ thuận lợi hơn là khởi nghiệp tại quê nhà, mọi sự dễ dàng thành công hơn. Đường tài lộc không tồi, song cũng vẫn có điểm báo phá tài, nên thận trọng hơn để giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất. Vận mệnh tuổi Canh Thân sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch rơi vào tiết Kinh Trập, người tuổi này tính tình có phần cố chấp, tuy được ơn mưa mọc, quý nhân độ mệnh, nhưng quan lộc không dài, sự nghiệp phát triển đến một ngưỡng nào đó dễ bị suy thoái. Người tuổi này có vận mệnh cuộc đời không được tốt cho lắm. Tháng sinh này khiến cho bạn tuy thông minh, đỉnh ngộ, có tài năng, có thực lực, cũng được gia đình hỗ trợ rất nhiều, xung quanh lộc không bền, tại chức, tại vị không được lâu dài. Đường tài lộc thăng trầm bất định, khi thì tiền tài ào ào đổ về nhà, khi thì không có một xu dính túi. Điều này phần nhiều là do Canh Thân bị tiểu nhân quấy phá. Tiểu nhân ở ngay bên cạnh mình, hiểu rõ về mình, nên khi nổi tâm phản bội thì dễ khiến người tuổi này điêu đứng, chịu đủ mọi tổn thất to lớn về mình. Vận mệnh tuổi Canh Thân sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm theo lịch vạn niên là tiết Thanh Minh, người này tài trí hơn người, ra đời được nhiều bạn bè giúp đỡ. Gia đình có của ăn có để nên cũng hỗ trợ được phần nào, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn, cuối đời vẫn được hưởng thái bình. Cuộc đời người này khá suôn sẻ, thuận lợi, gặp dữ cũng quá lành, tiền đồ rộng lớn, có thể theo nghiệp kinh doanh. Người này có tài năng, có thực lực, được đánh giá khá cao. Họ may mắn có cuộc đời êm ả, không phải trải qua nhiều sóng gió, khó khăn, mà được hưởng hạnh phúc, tiêu diêu tự tại. Con giáp này được nhiều người yêu mến, cũng luôn có quý nhân bên mình. Khi còn nhỏ thì có cha mẹ, anh em nâng đỡ, lớn lên có bạn bè tương trợ, có thể hợp tác cùng bạn bè thân thiết để làm việc sự nghiệp, đạt được những bước tiến mới, thành công vang dội. Tuy theo nghiệp kinh doanh vô cùng tốt, nhưng bạn nên tránh kinh doanh liên quan đến nông nghiệp, nông sản, khả năng thành công không được cao. Vận mệnh tuổi Canh Thân sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch trùng với tiết Lập Hạ, người tuổi này lúc nào dáng vẻ cũng tất bật, dội dàng, có tài năng đấy nhưng chưa chắc được hưởng phúc. Là người thông minh, tài trí, họ có thể cả đời vinh hoa, được người xa gần biết đến. Tuy nhiên, làm việc để cảm xúc lấn át lý trí nên hung cát đan xen. Cũng may có người giúp đỡ nên vận trình không quá sa sút. Tử vi phương Đông tiết lộ, người tuổi này sức khỏe khá tốt, ít khi ốm đau. Có điều người này có phúc lộc cha ông mỏng, không được hưởng nhiều sự trợ giúp của gia đình. Có tài, có trí, luôn chăm chỉ làm việc nhưng chưa chắc đã thắng được mệnh trời, khó làm nên nghiệp lớn. Tới tuổi trung niên, họ mới dần đạt được những điều mình ước nguyện, cơm ăn áo mặc đủ đầy, chẳng thiếu thứ gì. Nhưng cuộc đời người tuổi Canh Thân sinh tháng 4 âm lịch luôn bị thị phi quấy rối, chuyện khẩu thiệt thị phi dây quanh, bản thân họ khó giữ được bình tĩnh, hay gây mâu thuẫn với người khác, nhân duyên vì thế kém dượng, tài lộc khá ổn nhưng vẫn có những lần hao tổn tài lộc nhỏ. Vận mệnh tuổi Canh Thân sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch là tiết Mang Trùng, người tuổi này phải chịu nhiều vất vả trong cuộc đời, cũng phải trải qua nhiều biến cố lớn.
Họ là người có nghị lực, có ý chí, phấn đấu, cũng sống biết điều, kính trên nhường dưới, biết tiến, biết lùi. Song đường tài lộc có phần ảm đạm, đôi khi cũng vướng vào chuyện khẩu thiệt thị phi. Người này tự lực, tự cường, không dựa dẫm vào ai mà tự nuôi sống bản thân bằng chính sức mình. Người tuổi này không có tổ nghiệp cha ông để lại, cũng không được gia đình hỗ trợ gì nhiều, phải chịu nhiều khổ cực sớm. Ra đời làm việc, họ lập gia đình khá sớm, gánh nặng trên vai càng thêm nặng, ông trời chẳng phụ lòng người. Sự nghiệp của người tuổi này cũng được nhiều người tương trợ. Từ tuổi trung niên, vận trình của bạn dần tăng tiến, hậu vận vô cùng tốt đẹp, tài lộc dồi dào, hạnh phúc viên mãn. Vận mệnh tuổi Canh Thân sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử, người này tính tình thoải mái, vui vẻ, không hay lo nghĩ nhiều, mà suy nghĩ lạc quan, tích cực. Cuộc đời cát hung, họa phúc đan xen, hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, con cháu hiển dinh, phú quý. Tra cứu lịch vạn niên, người tuổi này sống tiêu diêu, tự do, tự tại, không để ưu phiền sống qua ngày, được bố mẹ hỗ trợ, anh em yêu thương. Nhưng đó chỉ là sự hỗ trợ về mặt tinh thần, còn tiền tài thì không giúp được nhiều, mà toàn bộ do Canh Thân tự dựa vào chính sức mình để làm ra. Người này không quá tham vọng, cũng không đặt ra lý tưởng gì cao xa, biết sống đủ với mình nên an nhàn tận hưởng cuộc sống ổn định. Họ không phải đối mặt với nhiều sóng gió trong đời mình. Cuộc sống gia đình hạnh phúc, con cháu thảo hiền, tuổi già hưởng phúc, không có gì phải tiếc nuối. Vận mệnh tuổi Canh Thân sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch trùng với tiết Lập Thu, vào mùa thu hoạch, nên người này có cuộc sống tự do, tự tại, không phải lo lắng gì nhiều. Người tuổi này biết tận hưởng cuộc sống, được gia đình hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều. Tuy sự nghiệp không có nhiều thành tựu nổi bật, nhưng tài lộc không thiếu cơm ăn áo mặc, lúc nào cũng có. Vận mệnh tuổi Canh Thân sinh tháng 8 âm lịch. Tháng âm lịch rơi vào tiết Bạch Lộ, người tuổi này sự nghiệp hanh thông, có thể làm nên đại nghiệp, tiền đồ rộng mở vô cùng, phúc lộc vô chừng, không phú quý thì hiển dinh. Người tuổi này trời sinh có phúc tướng, cuộc đời hạnh phúc, không phải lo nghĩ nhiều, được gia đình trợ giúp rất nhiều, thiên tư đỉnh ngộ, có tài, có chí, phẩm chất cao sang, là người thẳng thắn và khiêm nhường. Sự nghiệp của người tuổi này được quý nhân phò trợ, bạn bè nâng đỡ, nên rất thành công, có thể đạt được những vị trí cao, danh lợi song toàn. Cuộc sống gia đình viên mãn, được bạn đời thấu hiểu và thông cảm, hỗ trợ nhiều cho phát triển sự nghiệp, con cháu hiếu thuận, chăm ngoan. Vận mệnh tuổi Canh Thân sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm trùng với tiết Hàn Lộ, người tuổi này là người có tài, có tinh thần tự lập, có lòng tự tôn cao, muốn tự lực cánh sinh chứ không muốn dựa dẫm vào ai. Tuy nhiên, sự nghiệp của người này gặp nhiều khó khăn, trắc trở, cho dù đã gần đến thành công nhưng vẫn có thể thất bại bất cứ lúc nào. Chuyện thì phi đeo bám, may mắn kém phần, các hung song hành, có lúc thuận lợi, có lúc lại xui, mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Cuộc đời bình phàm, không có gì đặc biệt, vận mệnh của người này thăng trầm bất định, khó có thể đoán định được, tuy có tài năng thực sự, tài trí hơn người, cũng có nhiều tài lẻ, tinh thần làm việc nhiệt tình, luôn cầu tiến, ham học hỏi và lại có ý chí phấn đấu. Song, vì cuộc đời không được nhiều quý nhân trợ giúp, nên sự nghiệp hay gặp phải trở ngại ngáng đường, thử làm theo lời Phật dạy để quý nhân luôn bên mình. Vận mệnh tuổi Canh Thân sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch là tiết Lập Đông, cuộc đời của người này bình thường, không có gì nổi bật. Nếu không an phận thì khó có thể được như sở nguyện, điều này có phần nhàm chán, nhưng lại thích hợp với vận mệnh của người này. Đây là người thông minh đỉnh ngộ, tài hoa hơn người, tinh thông kim cổ. Họ là người ham học và muốn đào sâu tìm hiểu mọi thứ. Tuy nhiên, tài năng này cũng chỉ vô dụng khi mà bản thân người này có phần nhút nhát, không dám mạo hiểm với những gì mình đang có. Vận mệnh tuổi Canh Thân sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch rơi vào tiết Đại Tuyết, người tuổi này cuộc đời phải trải qua nhiều sóng gió. Bản thân họ cũng là người hay ưu phiền, tinh thần bất ổn, nhưng cuộc sống tiêu cực, không có ý chí phấn đấu, càng không có tham vọng gì trong cuộc sống. Người tuổi này tính khí có phần thất thường, hay nổi nóng, nhưng tính tình thẳng thắn nên dễ đắc tội với người, lại càng hay gây chuyện, tự tạo kẻ thù cho bản thân. Là người có tài năng, họ không sợ ác bá, cường quyền, hay giúp đỡ người yếu hơn mình. Vận mệnh tuổi Canh Thân sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch là tiết Tiểu Hàn trong năm, khí trời lạnh giá,
khiến cho con người mất cảm giác an toàn. Người này hay thay đổi, dao động. Họ sống bản năng, không có nhiều mưu mô, cũng chẳng có tham vọng gì. Nhưng may mắn thánh nhân đãi kẻ khù khờ, cuộc sống vẫn bình an. Khi về già, người này vốn dĩ cũng có phúc, có lộc. Khi mà gia đình hòa thuận, cha mẹ thương yêu, lúc còn nhỏ họ học hành chăm chỉ, cũng giành được không ít thành tựu, là con ngoan, trò giỏi, tâm địa thiện lương, chẳng suy nghĩ xấu xa độc ác với ai. Định mệnh an bài, người tuổi này tất phú quý, có địa vị cao trong xã hội, được bao người kính nể vì cuộc sống của người này an nhàn tuổi già, hưởng phúc, chẳng phải lo lắng suy nghĩ gì nhiều. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí, mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Canh Thân sinh năm 1980 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Tượng Thiềm Thừ phong thủy. Thiềm Thừ là biểu tượng của tài lộc và yên lành, là vật phẩm may mắn trong công việc làm ăn, sự bình an cho gia chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980, nên mọi người thường hay dùng để biến xấu thành tốt trong phong thủy nhà cửa hoặc để tặng bà con, bạn bè thân hữu khi có dịp hình sự. Tượng Tỳ Hưu phong thủy. Tỳ Hưu còn có tác dụng trấn nhà, để tránh tà khí, ta đặt Tỳ Hưu ở các hướng tốt trong nhà như sanh khí, thiên y, diên niên, phục dị, nhất là hướng sinh khí, thì Tỳ Hưu có thể làm cho vận mệnh các thành viên trong gia đình tuổi Canh Thân sinh năm 1980 chuyển biến tốt, vận mệnh tốt, được nâng cao, đuổi tà khí đi và có tác dụng trấn nhà. Vì vậy, Tỳ Hưu đã trở thành thần bảo vệ cho gia đình, bảo vệ sự bình yên cho ngôi nhà của người tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Tượng Khỉ phong thủy. Theo truyền thuyết xưa, thì biểu tượng tuổi Thân có sức mạnh, trí thông minh và lòng nhân từ. Ngoài ra, tượng phong thủy tuổi Canh Thân sinh năm 1980 còn được xem là loài vật may mắn. Từ hầu có nghĩa là con khỉ, đồng âm với từ hầu, tước vị quyền quý. Bởi thế mà trong nhiều tranh vẽ, tượng phong thủy tuổi Thân có ý nghĩa là phong hầu, phong chức tước linh vật. Tượng rồng phong thủy. Rồng là biểu tượng cung cấp năng lượng dương rất mạnh, chủ về vận may trong tình yêu, giúp những phụ nữ Canh Thân sinh năm 1980 độc thân sống một mình hoặc sống với mẹ. Tượng chuột phong thủy mang tới sự sung túc và thịnh vượng. Tượng chuột là con vật có khả năng sinh sản cực tốt, tìm kiếm nguồn thức ăn nhanh. Vì thế mà theo quan niệm dân gian, cứ nơi nào mà có chuột tìm đến thì chắc chắn là nơi đó sẽ có của ăn rất dồi dào. Đặt đúng huyệt trong nhà sẽ giúp thân sinh năm 1980 và các thành viên trong gia đình nhận được nhiều tiền của linh vật. Tượng cá chép phong thủy. Cá chép cũng là một biểu tượng của may mắn. Còn cá chép có biểu tượng của lòng dũng cảm, vô song trong truyền thuyết, dược vũ môn để hóa rồng, là tượng trưng cho tính kiên nhẫn, một điều không thể thiếu nếu muốn thành công cho người tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Tượng rùa phong thủy. Rùa phong thủy được coi là một trong bốn loài linh vật trấn giữ bốn phương. Những con rùa canh giữ phương Bắc đại diện cho mệnh thủy. Còn một số theo quan niệm xưa, phương Bắc là nơi thu hút tiền tài từ công việc hay kinh doanh, cũng như công danh và sự nghiệp cho người tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Tượng trâu phong thủy. Trâu vốn được coi là con vật mang nhiều đức tính như hiền lành, bền bỉ, mạnh mẽ, nên nó là biểu tượng của sự an lành, no đủ trong sơ đồ bát quái. Trâu là quẻ khôn chủ về đất đai thổ, tức là sự thịnh vượng, bền vững. Vì vậy tượng trâu có ý nghĩa rất tốt cho người tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được khép lại. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.